Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Frankfurt Motor Show 2019 cùng với một người anh em rất hổ báo, cứng cáp và nam tính, đó là chiếc Land Rover Defender. Xin mời anh, không sao hết. Ford Ranger mới với khả năng lội nước lên tới 800mm. Ford Ranger mới thách thức mọi giới hạn. Đây là một chiếc Defender hoàn toàn mới. Nhiều người đã cho rằng nó thực sự là hiện đại hơn, công nghệ hơn và tương lai hơn. Đúng vậy. Tôi vẫn thấy là nó vẫn giữ được những cái nét truyền thống rất là vuông vức và cổ điển của mình. Cái gì đó nó gọi là truyền thống của Defender, của Land Rover. Một chiếc xe hơi thiên về gọi là hoài cổ, cứng cáp và địa hình. Với chiếc xe này thì nó đã gắn liền, nếu như bạn biết, nó đã gắn liền với cái hội chữ thập đỏ trên toàn thế giới từ những ngày đầu tiên, và hội chữ thập đỏ chỉ dùng chiếc Land Rover Defender thôi. Và thậm chí khi mà phát triển cái xe này thì Land Rover đã mời hội chữ thập đỏ tham gia trải nghiệm cùng để test những cái bài test chi tiết nhất để sao cho chiếc xe nó chuẩn chỉ nhất. Cụ thể là họ đã vượt qua 1,2 triệu km trên 6 châu lục trên toàn thế giới trừ Nam Cực, và họ đã test qua 62.000 tiêu chí test, có nghĩa là thử đủ các thể loại trò với chiếc xe này để cuối cùng ra được một chiếc xe như thế này. Bạn thấy khủng khiếp chưa? Không phải đơn giản mà chiếc xe là cứ thích đem về lắp ráp rồi cho đi ra ngoài đường chụp ảnh rồi đăng lên báo nói là tôi đã test xe này kia rồi mang ra bán cho người tiêu dùng đâu, mà họ đã test thật. Test rất khủng khiếp luôn. Rồi, bỏ qua những cái thông tin rườm rà đó, trước tiên chúng ta sẽ đi đến phần ngoại thất, xem ngoại hình nó như thế nào. Chúng ta vẫn có một chiếc xe rất là vuông vức, cực kỳ vuông vức, vuông thành sắc cạnh từ mặt lưới tản nhiệt ca lăng, chữ đèn, đèn vuông vuông trần trặn cái ô đèn này luôn. Đèn LED định vị thì nó có hình tròn bán nguyệt tương đối là đẹp, và ở trong có một projector LED. Cái đèn định vị ban ngày này theo tôi thấy nó rất ấn tượng. Nó vẫn đem đến cái cảm giác công nghệ hiện đại, nhưng nó vẫn thực sự đem đến cái cảm giác hoài cổ, một cái gì đó nó classic, rất là đẹp. Cái cụm mặt ca lăng này trông như là Iron Man ấy. Nhìn nó cứng, nó thực sự là vuông vức. Với Defender thì như thế này nó mới là đẹp. Phải như thế này mới là đẹp. Kết hợp với ngày hôm nay, chiếc xe mà tôi đang giới thiệu cho các bạn nó lại là màu bạc, nhưng không phải màu bạc bóng, mà nó lại là màu bạc xỉn, màu bạc mờ, thực sự đẹp. Ngay cả đến những cái khe ở đây, cái lưới ở đây, nó cũng là một cái hình vuông bo góc, nhìn rất là vuông vức và đẹp. Camera đặt ngay ở đây, cực kỳ đơn giản, camera nhỏ, trông cứng cáp không? Rất cứng cáp luôn. Và cái khe ở đây cũng là khe thoát gió thật nhá, nó sẽ thoát hẳn ra bên kia. Chúng ta sẽ có bộ mâm 22 inch cho chiếc xe này. Bộ mâm tương đối là to và 5 chấu rất to. Các bạn có thể nghe rõ tiếng động cơ dầu đang nổ. Tất cả những chiếc xe Land Rover Defender được bày trong triển lãm ngày hôm nay tại Frankfurt, Đức đều được lái trực tiếp từ nhà máy sản xuất ở bên Anh Quốc lái sang bên này. Cũng là một cái điều rất là thú vị. Dưới động cơ, dưới nắp capo thì chiếc xe này được trang bị hai loại động cơ. Một loại động cơ 3.0 i6, 6 xi lanh thẳng hàng, máy xăng, sản sinh công suất là khoảng 400 mã lực. Còn phiên bản máy dầu là 2.0 và công suất là 240 mã lực. Nhưng cái điều đáng nói là cái khả năng off-road của chiếc xe này này, nhiều người cũng nói nó rất thần thánh, thì đúng như vậy. Trước tiên về mặt thông số thì chúng ta đã thấy là cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này nó lên đến gần 300mm. Chính xác là 291mm khoảng sáng gầm xe. Nó cao hơn rất nhiều so với những kiểu Fortuner, với những kiểu xe bán tải ở nhà mình. Nó thực sự rất là cao, và góc tới của nó lên đến 30 mấy độ, hơn 30 độ, và góc thoát của nó lên đến 40 độ. Có nghĩa là về khả năng off-road thì không phải bàn. Khả năng lội nước thì sao? Nó lội nước lên đến 900mm, 900mm, gần 1m, có nghĩa là còn cao hơn cả chiếc Range Rover. Chiếc xe này cũng được sử dụng cái hệ thống off-road Terrain Response chứ danh,
của Land Rover. Cái đây chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều, cái đây nó quá nổi tiếng rồi. Ngoài ra thì có một sự thay đổi khá là lớn, đó chính là hệ thống khung gầm của chiếc Defender này nay đã được sử dụng hệ thống khung gầm monocoque và được làm chủ yếu chất liệu bằng nhôm. Nó thứ nhất sẽ làm chiếc xe linh hoạt hơn, thứ hai sẽ làm chiếc xe nhẹ hơn. Monocoque nó giống như chiếc Range Rover. Nhiều người có nói với chúng tôi có bàn với nhau rằng bây giờ nếu mà khung monocoque như thế thì nó còn có được coi là một chiếc SUV hay không, hay chỉ được coi là một chiếc CUV thôi. Thì ngày nay, tôi nghĩ ngày nay cái ranh giới giữa CUV hay là SUV, body on frame hay là unibody nó thực sự rất là mong manh. Thực sự những chiếc xe monocoque nó vẫn có cái khả năng off-road thực sự là đỉnh cao, ví dụ như Range Rover chẳng hạn, không thể chê vào đâu được. Ngày nay nó càng thay đổi. Và cả hệ thống treo nữa. Nếu trước đây hệ thống treo của chiếc Defender Land Rover là hệ thống treo phụ thuộc, thì nay cả trước và sau cho 4 bánh đã là hệ thống treo độc lập rồi. Nó sẽ đem đến cái khả năng ổn định hơn và cân bằng tốt hơn cho chiếc xe. Rồi, chúng ta sẽ sang đến phần thân xe. Tôi sẽ đóng cửa. Can I close the door? Ok, thank you. Đó, thì ở phần thân xe các bạn sẽ thấy nó như một cái hộp rất đẹp, rất đẹp. Có thể với những người thích điệu đà thì sẽ thấy ồ, sao cái chiếc xe này nó vuông chẳng chặn như một cái hộp, nhìn xấu thế nhỉ. Thì đúng, nhưng với những người mà đã yêu cái dòng Land Rover, đặc biệt là yêu Defender và thích những cái gì nam tính, tôi tin chắc rằng nhìn chiếc xe này không thể rời mắt. Nó cũng giống như kiểu Mercedes-Benz G-Class, nhà G đấy. Đẹp, khó tả. Hay là Jeep Wrangler, đẹp khó tả, một kiểu vuông vắn đáng yêu vô cùng, sexy vô cùng. Chúng ta có một cái khe thoát gió ở đây, khe thật luôn. Chúng ta có cái mái, phần nóc sơn toàn bộ màu đen, trụ A cũng một chút màu đen một chút, và có cái đường viền ở đây. Vẫn có cái sơn màu bạc ở đây rất đẹp. Gương toàn bộ là màu đen, có camera. Đẹp thật các bạn ạ, khó rời mắt đấy. Ngoài cái phiên bản này là phiên bản 5 cửa ra thì Land Rover Defender còn có phiên bản 3 cửa nữa nhá. Rất hay, có cả phiên bản 3 cửa. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn. Chỗ này cũng là một cái hay này. Ở đây nó là cái chỗ phần kính nhá. Tối, các bạn sẽ không nhìn thấy đâu, rất tối. Nhưng ở chỗ này họ lại không làm kính mà họ lại là một cái miếng nhựa sơn màu bạc, sơn màu trùng với màu thân xe. Chỗ này thì lại là kính. Nếu như mà về mặt thẩm mỹ thì cái chỗ này nó có thể là một cái điểm nhấn nhất định. Tuy nhiên về mặt công năng thì nó lại che mất một ít cái tầm nhìn ở trong. Lát nữa chúng ta sẽ vào thử để xem nó như thế nào. Cái tay nắm cửa của chiếc xe này nó cũng có gì đó nó rất là thô cứng. Nhìn thô đấy, nhưng mà cái kiểu thô ở trên cái xe này nó lại rất đẹp. Chứ nó lại làm điệu đà thì lại không. Nó phải to như thế này. Mình thích đấy. Cửa đóng rất cứng nhé. Đó, cửa đóng rất cứng. Đó. Không có cửa hít đâu, đóng rất cứng luôn. Và nó có những cái nút bấm ở đây để khóa cửa thông minh. Đó, khóa sáng gầm xe, cao chưa? Chỗ này thì bằng nhựa. Đó, nhìn trông rất vững chắc luôn. Mâm to. Cái chỗ này vuông chằn chặn này. Chỗ này vuông như một cái hòm ấy. Nhiều người sẽ nói đây là xe hòm, đúng. Nhiều người sẽ chê xe này xấu, đúng. Nhưng mà bạn phải đứng ở vị trí này của tôi. Nó cuốn hút, nó quyến rũ vô cùng ấy. Không hiểu sao nhìn như đuôi một chiếc xe tăng ấy. Nhưng mà chỉ muốn mua ngay đấy. Lạ thật, rất lạ ở cái chỗ là như vậy. Cái kiểu vẻ đẹp của những chiếc SUV truyền thống vuông vức kiểu này ấy, không thể chê vào đâu được. Không thể chê vào đâu được. Rồi, hãy nhìn vào phần lốp xe. Lốp xe dự phòng nó sẽ đặt ở đây luôn. Nhìn rất là khỏe khoắn. Tháo ra cũng được, cũng rất đẹp. Nhưng để đây thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái phần cốp ở phía dưới. Cái khoảng sáng gầm xe nó sẽ dễ nâng cao hơn. Chính vì thế mà buộc cốp nó phải để ở đây. Cụm đèn cũng thế. Toàn bộ là hình vuông được bo góc. Toàn bộ là hình vuông được bo góc. Nhìn rất vuông vức và khỏe mạnh. Sẽ mở ra nhé. Đó, mở điện luôn nhé. Cái này nó không phải là cơ mà nó có cái nút bấm rất nhỏ ở đây. Cái khoang cốp của Land Rover Defender bạn sẽ không cần phải phàn nàn vì nhiều. Vì nó lên gần đến 3.000 lít. Cực kỳ rộng luôn, rộng mênh mông Ba Đình luôn. Này, ở chỗ này nó là cái cao su, một dạng nhựa cao su mềm. Hơi mềm thôi. Nó sẽ đảm bảo cái
độ bền khi mà bạn để đồ. Ngay cả tựa lưng của cái ghế, phần sau lưng của cái ghế kia nó cũng như vậy. Đẹp chưa? Này. Đó. Tóm lại là rất ổn. Rất rất ổn luôn. Ok. Chúng ta có một cái ngăn chứa đồ nhỏ nhỏ ở đây. Chúng ta có một cái, vặn cái này ra chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái gì đó, một cái tam giác, đèn tam giác ở đây để báo hiệu nguy hiểm. Hiện tại thì họ đã cất đi rồi. Đó, có một tay thủy lực ở đây để chúng ta có thể đóng mở cốp nó dễ hơn. Đây chính là cái đường vân để sửa. Cái đường dây điện nó sẽ chạy qua đây để sửa kính khi mùa đông đấy. Oh, đẹp thật. Úi dồi, cái cánh cửa nó nặng bởi vì nó có cái lốp. Này, khoảng sáng gầm xe cao chưa? Chúng ta sẽ không nhìn thấy ống xả đâu, mà nó sẽ giấu kín ở đây. Đó. Như thế này cũng ổn, như thế này cũng ổn. Đẹp quá, cái Defender mới đẹp quá các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào khoang nội thất. Hiện tại đang có người ngồi ở trên rồi. Hơi phí. Rồi, và tôi sẽ ngồi khoang sau trước. Nếu ngồi ra khoang sau thì các bạn sẽ thấy nó rộng đấy chứ. Ui ui, đóng cửa nhá. Cửa đóng chắc nịch luôn. Cửa đóng chắc nịch. Cửa sổ trời lên đến tận đầu tôi đây. Ngồi cực kỳ thoải mái, rộng rãi. Ui, da rẻ xịn sò, rộng lắm các bạn ạ. Chúng ta sẽ không thấy cái nhô lên quá nhiều. Nó gần như là một phẳng, nó chỉ hơi nhẹ nhẹ vồng lên thôi. Đấy, để chân vẫn... ắc quy lại nằm ở ngay ghế kìa. Đó, đây, ắc quy nằm ngay ghế đây. Họ đang tháo ra để họ thay ắc quy. Thế này thì hơi tiếc mất rồi, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ không bật được điện. Hơi tiếc nhưng không sao, không sao. Đây là tựa để tay nhá, đây là tựa để tay, rất to luôn. Chúng ta có cả sưởi ghế ở đằng sau, cả hai ghế luôn. Chúng ta có hai cổng sạc USB và hai cắm tẩu thuốc. Chưa hết, ở ngay sau lưng hai cái ghế còn có một cái cổng USB nữa. Cái này để làm gì? Để chúng ta có thể cắm được những cái máy tính bảng ở đây. Tôi nghĩ như vậy. Các bạn hãy nhìn vào trong cửa. Cái bên thành cửa nhìn cực kỳ khủng bố luôn. Rất nhiều con ốc đã lộ ra và cực kỳ vững chắc. Nhìn vuông vức luôn. Cái cửa này nhìn nó cứng kinh khủng luôn. Tôi đập như thế này rồi nó vẫn còn cứng này. Này. Rất cứng luôn và chắc nịch. Nặng trình trịch luôn. Ô, ở trên những cái khe này còn có những cái ô cửa kính này. Ô cửa kính ở đây. Lúc nãy tôi còn nói với các bạn là cái tấm chắn ở ngoài nó sẽ hơi bị kín, nhưng không. Lúc mà ngồi đây thì các bạn sẽ thấy vô cùng thoáng. Nó chẳng qua chỉ là cái trụ xe thôi. Và nó không ảnh hưởng gì đến người ngồi ở phía trên này cả. Tôi xem có ngả được ghế nữa không. Đây, ngả được hết cỡ rồi. Thế này là hết cỡ rồi. Có tiến lùi được không? Hiện tại thì tôi không sờ thấy cái chỗ tiến lùi được cả. Không có đường ray, chứng tỏ là không tiến lùi được. Nhưng mà như thế này là quá rộng rồi, bởi vì cũng không có hàng ghế thứ ba. Chiếc xe này đẹp thật. Chiếc xe này quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vòng lên bên này để mình xem cái hệ thống. Thôi bây giờ mời bạn lên đây. Tôi sẽ đẩy cái này lại. Rồi, chúng ta sẽ nhìn ở đây. Chúng ta sẽ có một cái tôi sẽ lên trên nhé. Tôi sẽ lên trên. Tôi sẽ lên trên để chỉ cho các bạn thấy là ở trên nó có những cái gì. Ok. Đây, ở phía trên thì thứ nhất chúng ta sẽ có những cái chi tiết đã cải tiến gần như là toàn bộ so với chiếc Defender thế hệ trước. Vô lăng nhá, cái đường kính của cái vô lăng này nó cũng to hơn bình thường. Và tất cả những cái bên trong nó rất là vuông vức, nó cũng không nhiều nút. Tôi thấy có nút đây, nhưng mà có lẽ là phải bật điện lên thì nó mới sáng đèn ở đây. Thực ra đang hết pin. Đây, những cái chấu ở đây nó cũng làm cứng chắc vô cùng này. Nó như kiểu một cái kim loại, một cái thanh kim loại được sơn sơn sần. Nhưng tôi nghĩ đây nó cũng chỉ là bằng nhựa thôi. Không, có lẽ đây là cái cốt đã lộ ra luôn. Cái cốt kim loại luôn các bạn ạ. Chất chưa? Cầm vào cái vô lăng này thực sự là tăng độ nam tính lên bao nhiêu, cứng lên bao nhiêu. Đây, những cái nút bấm cũng cực kỳ cứng luôn. Đây, rất nhiều nút bấm này chứ không phải ít đâu. Nhưng chẳng qua nó chưa hiện cái đèn ở trong lên thôi. Chúng ta sẽ có hai cái màn hình giống với những chiếc Land Rover gần đây. Màn hình đồng hồ và màn hình ở đây. Và màn hình trung tâm ở đây.
không bật được bởi vì không có quy. Hơi tiếc một chút nhưng không sao. Cần số thì chúng ta sẽ có ở đây. Tất cả những cái nút ở đây đều bằng nhựa đen hết. Cái nút này nó sẽ đem đến cái cảm giác bền bỉ, chứ nó không đem đến cái cảm giác sang trọng. Nhưng chúng ta rõ ràng cái xe này nó đang hướng đến cái gì đó gọi là nồi đồng cối đá của châu Âu, bền bỉ và cứng chắc. Nó chỉ có hiện khi mà bật điện lên thì nó sẽ hiện một loạt cái đèn ở đây, thì bạn sẽ thấy là có những cái tính năng ở đây đó. Nhưng tôi thấy nó cũng khá đẹp đấy chứ. Ở trong này còn có một cái khe nhé, sau màn hình còn có một cái khe đấy, chúng ta có thể luồn tay từ bên này sang bên kia, luồn được luôn. Rất nhiều khe hở ở đây cũng thế này. Đây tôi luồn tay lên đây luôn này, rất nhiều khe hở luôn, khoảng không để chứa đồ luôn. Đây là có cái cổng sạc không dây, chỗ này sạc không dây này, và một cái ngăn này có thể làm lạnh ở đây. Đây có hai nấc làm lạnh ở đây, sơ ở đây đã thấy lạnh rồi. Đó, gương tràn viền này rất đẹp luôn. Thực sự mà nói thì ai mà mê Defender, ai mà mê cái dòng cổ điển ấy thì chiếc này là quá ư đáng yêu luôn. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mua bản máy dầu 2.0 240 mã về thôi là đáp ứng đủ mọi yêu cầu ở Việt Nam rồi. Mà 2.0 thì nó lại còn rẻ nữa chứ. Máy dầu đấy, tôi nghĩ rằng sẽ rất phù hợp. Rất phù hợp ở Việt Nam. Không biết là bao giờ chiếc xe này sẽ về Việt Nam đây, và mức giá sẽ là bao nhiêu tiền. Ở đây thì tôi chưa thấy họ đề giá. Có lẽ phải vào bên trong, phía bên khán phòng thì họ mới đề giá. Đó, các bạn thấy thế nào ạ? Được không ạ? Nhưng khoan, bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi xem chiếc xe này phiên bản 3 cửa. Phiên bản 3 cửa mới đáng yêu. Chúng ta hãy cùng đi xem. Hệ thống loa ở trên xe này là loa Meridian nhé. Loa hàng hiệu luôn, dùng chung với cả Range Rover luôn. Đó, chiếc xe mà tôi đang giới thiệu cho các bạn là phiên bản First Edition. Các bạn chỉ cần mở cái cánh cửa phía trước ra, các bạn sẽ thấy ở ngay cái bậc lên xuống có chữ First Edition. Đó, thấy chưa? Chất lượng chưa? Tóm lại là nó nồi đồng cối đá một cách kinh dị luôn ấy. Chiếc này yêu quá. Chính cái màu này mà với cái thân hình này là có thể yêu ngay được rồi. Xin thưa quý vị và các bạn, chiếc Land Rover Defender thế hệ mới nhất 2019. Khoan, để tôi mở cái nắp capo ra, tôi muốn cho các bạn xem cái nắp capo. Các bạn sẽ thấy là ở cái nắp capo ấy, cái khu vực đen đen này này, cái màu đen này này, nó như một cái khu vực để các bạn dẫm được chân lên ấy. Nó còn có những cái vân ở đây, đúng giống như kiểu là cái bậc thang bằng sắt mà bạn có thể dẫm được chân lên. Đó. Bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Ok. Đây, tôi nghĩ rằng đây là động cơ 2.0 dầu Ingenium, sản sinh công suất là 240 mã lực. Một cái khoang động cơ có thể nói là rộng rãi, nhưng mà tôi muốn thì nó đậy kín kín hơn một chút, thêm một vài cái tấm nhựa. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Đây cũng không phải vấn đề quá quan trọng. Ok, okay, tôi sẽ đóng nó lại. Ok, không được mở nó ra, hơi tiếc một chút. Nhưng mà thôi, đằng nào mình cũng nhìn thấy rồi. Đó, các bạn sẽ đi một vòng lại đi, sau đó tôi sẽ dẫn các bạn sang chiếc xe 3 cửa xem nó như thế nào. Các bạn nhớ subscribe và bấm vào nút chuông kênh YouTube của chúng tôi nhé. Đó, chuẩn chưa? Hợp lý không? Đi cái bộ mâm này tôi nghĩ là hơi to quá, 22 inch. Nếu mà về Việt Nam thì tôi nghĩ với cái thân hình này mình đi tầm 20-21 inch cho chiếc xe to, lốp dày một chút cho nó êm là cực kỳ hợp lý. Đẹp quá. Về Việt Nam tôi tin là giá cũng sẽ rất cao, bởi vì Land Rover Việt Nam bán cái sản phẩm của mình thường là cao một cách khủng khiếp luôn, luôn bán với mức giá cao. Đây, tôi sẽ dẫn các bạn sang chiếc xe 3 cửa, nó nằm ở bên này. Hãy nhìn xem, nó đang được trưng bày ở đây, trông có đáng yêu không? Chất lượng chưa? Defender dòng 3 cửa. Nhưng chiếc xe này thì chúng ta không được trèo vào để nhìn, chúng ta chỉ nhìn ở ngoài thôi. Còn không được trèo vào, hơi tiếc một chút.
Đó, đẹp chưa? Chất lượng không? Nhìn nó đặt ở đây mới sướng chứ. Dã man thật, đẹp thế. Chiếc xe ba cửa này về mới thích này. Ai mà thích kiểu cá tính thì chơi dòng ba cửa này quá hợp lý luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin nhắc lại một lần nữa, subscribe kênh YouTube, bấm vào nút chuông để theo dõi những video thường xuyên hơn. Nếu mà thấy video này hấp dẫn, có thể chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.